Chiều ngày 2 tháng 11, đồng chí Lương Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với huyện ủy Thuận Châu về công tác lãnh đạo chỉ đạo vấn đề tôn giáo. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, huyện ủy Thuận Châu cũng thường xuyên củng cố kiện toàn ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo, ban chỉ đạo thực hiện quy dân chủ ở cơ sở để thực hiện công tác dân vận trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị huyện ủy Thuận Châu tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ trong hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, quan tâm thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững